video hướng dẫn cách làm một khung hoa tròn trang trí có màu vàng như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Giờ mình sẽ cắt cái cánh hoa ra nha. Đó, cái tiếp theo này. Cái thứ ba nha. Cái thứ tư này. Cái thứ năm này. Cái thứ sáu này. Và cái cuối cùng cái thứ 8 nhé. Sau khi mà mình đã cắt xong những cánh hoa, bây giờ mình sẽ gắn lên cái phần này. Mình cho màu xanh này. Như vậy là mình đã dán xong bông hoa này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ sử dụng để nhá những cái cây bút màu nước để trang trí. Mình sẽ vẽ những cái hoa văn như cái cánh hoa trước. Đó. Tiếp theo mình sẽ lấy màu cam.
Tiếp theo giờ mình sẽ vẽ cái phần viền bên ngoài nhé. Viền bên ngoài mình sẽ sử dụng bằng màu đen này. Sẽ làm một cái móc. Vậy là mình đã dán xong cái phần hoa trang trí như thế này rồi. Rất là đơn giản và dễ làm. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.